thì ngay đằng sau lưng của mypass và có thể coi đấy là hàng xóm có lẽ vì thế cho nên là cũng là một trong những lý do mà cô quỳnh rất là mong rằng là có thể có những cái buổi chia sẻ như thế này của thầy hiếu để có thể gửi được cái thông tin rất là tốt rất là hữu ích cho học sinh cũng như là đặc biệt là các phụ huynh có thể đồng hành cùng với con trong thời gian tới cũng trong buổi ngày hôm nay thì có, có cô ngân cô cô ngân Hiếu thì hiện nay đã vào được uh, zoom rồi. Còn cô Ngân thì uh, cô uh, vừa mới vào rồi đấy ạ. Cô Ngân cũng đã vừa mới đã phát tín hiệu là cô vừa mới vào được zoom rồi. Uh, không biết là cô Ngân có thể bật uh, cam, lật... vào, bộ... à, chào các bố mẹ được không ạ? Đó, Đó, thì chúng ta đã nhìn thấy thầy Hiếu rồi. Xin chào thầy Hiếu ạ. Thầy Hiếu bật mic uh, chào các bố mẹ giúp cô Quỳnh được không ạ? Uh, vâng ạ. Chào uh, cô Quỳnh. Uh, chào các bố mẹ. Uh, chào các phụ huynh của MyPass. Rất là cảm ơn uh, chị Quỳnh đã cho ta, thầy Hiếu cơ hội để có thể là chia sẻ một chút những cái um, kinh nghiệm của mình uh, trong cái quá trình uh, ôn luyện uh, cho các bạn học sinh lớp 5 ôn thi vào lớp 6 trong cái buổi hôm nay ạ. Dạ, cảm ơn thầy. Cô Thu Ngân ơi, cô đã uh, vào được mic, đã vào được zoom chưa ạ? vừa rồi thì cũng có thấy là cô Ngân cô Ngân đã nói là vào được rồi à, cũng sẽ rất là xin lỗi cô cô Ngân là ngày hôm qua là cô Quỳnh đánh úp cô Ngân để vì là à, nhận được những câu hỏi của phụ huynh có liên quan đến văn mà ôi trời hôm nay lúc đầu thì ta cũng cũng không liên hệ được với cô Ngân trước đó thế là cũng bảo thôi cũng là nhờ thầy Hiếu chia sẻ thế nhưng mà một cô anh một thầy toán nhưng lại có câu hỏi về văn thế là cuối cùng đến chiều qua mới gọi điện đến trung tâm cô Ngân là để cô Vân là tham uh, cô Ngân tham gia cùng À, để uh, có thể chia sẻ và cũng hy vọng rằng là học sinh của MyPass có thể có được những cái kết quả học tập tốt nhất, thi cử tốt nhất trong thời gian tới. À, nếu cô Ngân có thể bật được mic thì uh, cô Ngân có thể chào phụ huynh một câu ạ. Cô chào bố mẹ nha, à, em chào chị Quỳnh, chào thầy Trần Hữu Hiếu nha. À, dạ vâng, cảm ơn cô Ngân rất nhiều, cảm rất là cảm ơn cô Ngân. Mặc dù ngày hôm qua đang ở Hòa Bình nhưng mà cô Quỳnh gọi điện một cái là mặc dù hai hai cô còn chưa bao giờ gặp nhau còn chưa biết nhau thế nhưng mà cũng có thể là cũng chưa mỗi thật mỗi biết nhau nhưng mà thôi thì chúng ta vì các con và cũng đã biết đến các đến nhau qua các con cho nên chúng ta sẽ cùng có một cái buổi ngày hôm nay rất là cảm ơn cô Ngân và thầy Hiếu và cũng không để cho các bố mẹ chờ lâu nữa thì cô Quỳnh xin phép có một chút chia sẻ về cái buổi ngày hôm nay như sau à, về các cái nội dung của buổi họp này thì đầu tiên cô Quỳnh cũng có một cái số nội dung như sau để cũng chia sẻ với bố mẹ. đầu tiên đó là cũng thay mặt thầy Hiếu và cô Ngân thì cô Quỳnh cũng sẽ xin chia sẻ lại cái lịch thi năm học trước, cái lịch thi năm học trước để bố mẹ qua đó có thể hình dung được cái cái cái, cái kế hoạch và từ đó mà chúng ta cũng phải biết là nên thời điểm nào phải theo dõi các trang các trang website của các trường. À, rồi tổng quan lộ trình học của khối 5 tại MyPass, à, cái này thì à, buổi hôm nay thì cũng à, là một cái buổi để um, chia sẻ với các phụ huynh khối năm, bởi vì gần đây thì có nhiều phụ huynh khi thấy MyPass mở ra những cái lớp luyện đề, hay cái lớp luyện viết, thì các phụ huynh lại bắt đầu là nhắn tin hỏi xem là con đã đủ trình độ để học chưa, hay là nên học như thế nào vậy thì để các phụ huynh cũng không cần phải hỏi đơn lẻ như vậy thì cô quỳnh xin phép tổ chức một buổi như thế này để chia sẻ những cái thông tin phụ huynh có thể từ đó tìm hiểu thêm và có những cái quyết định nó phù hợp với gia đình mình tiếp theo thì đó là một số đôi nét về các cái lộ trình học lớp luyện đề luyện viết và kế hoạch mở lớp của mypass và các dạng bài thường gặp các format đề thi của các trường về góc độ tiếng anh thôi đây là cái phần và trình bày của cô quỳnh và sau đó thì uh, cô Quỳnh cũng xin phép là sẽ mời thầy Hiếu và cô Ngân cũng sẽ có chia sẻ thêm ví dụ như là thầy Hiếu thì cũng rất là mong rằng thầy có thể chia sẻ với các phụ huynh uh, về uh, đôi, đôi chút về những cái uh, kinh nghiệm uh, đồng hành cùng con uh, cùng con trong quá trình học ôn thi vào lớp 6 chất lượng cao và đồng thời nữa là cả cô Ngân và thầy Hiếu thì cô Quỳnh cũng cũng có đặt hàng nhờ hai thầy cô là chia sẻ cho, cho các con và phụ huynh biết rằng là đối với cái môn học toán môn toán và môn văn thì trong đề thi để thi vào lớp 6 thì sẽ có những cái dạng bài nào thì trước mắt là cô Quỳnh xin phép được chia sẻ một chút uh, thay mặt thầy Hiếu và cô Ngân uh, có uh, chia sẻ với phụ huynh rằng là một số cái kế cái, cái, cái hoạch và cái, cái lịch thi cô Quỳnh có ghi ghi nhầm đấy ạ uh, của năm 2000, uh, 2023 và 2024 thì đúng hơn thế thì đây là của năm học trước ạ thế còn uh, đây uh, tháng uh, uh, tháng 1 năm năm vừa rồi thì là có trường Nguyễn Siêu uh, có trường Nguyễn Siêu sẽ thi À, sẽ đăng khoảng tầm tháng 1 thì trường sẽ ti thiêu năm nay vừa rồi sẽ thi vào tầm tháng 1 à, thế sau đó thì đến lúc này thì lúc này thì trường Nguyễn siêu họ chỉ tổ, tổ chức thi nội bộ thôi à, đến khoảng tháng 2 tháng à, mùng 2 tháng năm vừa rồi thì đó là ngày mùng 2 tháng 3 thì à, có trường ngôi sao Hà Nội sẽ tổ chức thi với ngôi sao Hà Nội thì họ sẽ à, họ sẽ thi à, ừ, họ sẽ đoạn đầu ấy ạ thực tế ra thì ngôi sao hà nội năm vừa rồi thì theo cô Quỳnh nhớ thì uh, họ sẽ cho học sinh viết những cái bài giới thiệu về bản thân uh, giống như vừa rồi có phụ huynh cũng hỏi là cái cách làm như thế nào uh, thì ngôi sao hà nội sẽ cho học sinh của mình làm một cái bài giới thiệu về bản thân để qua đó thì nhà trường sẽ xét duyệt những học sinh sẽ được vào thẳng vào trường dựa vào cái profile vợ vào cái cái, cái cái hồ sơ trước đó của học sinh đấy thì cô quỳnh nhớ rằng là tầm khoảng tầm hai mấy tết năm vừa rồi á, thì rất nhiều học sinh cũng báo nhắn tin rằng con đã được vào thẳng tuyển thẳng vào trường thế thì uh, khi mà được tuyển thẳng vào, vào trường rồi thì đấy là họ tuyển cho học sinh nội bộ của trường trước uh, tiếp theo thì khoảng tầm tháng ba thì uh, Acimes họ sẽ tổ chức thi. Thì cái vòng 1 này thì đâu đó thì cũng sẽ là họ sẽ thường họ sẽ thi nội bộ của họ trước. Hội nội bộ dành cho học sinh của trường Acimes trước. Sau đó những học sinh nội bộ được tuyển rồi thì bây giờ sẽ có vòng tiếp theo đó là dành cho những học sinh ở ngoài. Những học sinh ở ngoài mà mà chưa học tại Acimes thì ở cái vòng 2 sẽ thi cùng với cả học sinh đã được trúng tuyển nội bộ. Và lúc này cái vòng này nó chính là cái phòng để thi xét vào uh, thi uh, thi vào lúc chọn đấy ạ thì um, nói một cách nào đấy là cũng hơi khó đấy ạ cái cách là cái cái vòng thi này nó hơi khó hơn rồi rồi đến tháng 4 uh, thực tế ra thì đến khoảng tầm đầu đến đến nay thì các phụ huynh cũng thấy rằng là năm nay theo lịch của năm nay thì đến giờ này ngôi sao Hà Nội cũng đã bắt đầu nhận hồ sơ từ tháng 10 rồi Asxies họ cũng sẽ tổ chức thi uh, sớm cho vòng nội bộ rồi uh, và đã nhận hồ sơ À, sau đó thì à, bước tiếp theo là họ sẽ tổ chức cho học sinh ở ngoài và những à, kết hợp cùng với những học sinh đã được tuyển vào. Sang tháng tư thì à, bắt đầu sẽ có những một à, số các cái cụm trường à, thi cũng là trường tư nhưng thi sau đó ví dụ như là lương thế vinh thì à, đợt một năm vừa rồi họ thi vào ngày khoảng tầm đầu tháng tư giữa tháng tư và đợt hai thì sẽ là tháng tháng sáu à, tiếp theo đấy thì cũng sẽ có những trường như trường miễn siêu lúc này là sẽ họ sẽ tổ chức thi cho học sinh ở ngoài thì à, đấy là đấy là của tháng tư sang đến tháng 5 thì lại có những trường như là đoàn thị điểm họ đoàn thị điểm thì thực tế ra họ sẽ thi thành 3 thành ba đợt và họ sẽ chia phân lớp ra họ sẽ có những đợt chia đợt thi để phân lớp ra và đó là cái lộ trình của tháng theo dòng thời gian đến đoạn này đến cái tầm này rồi thì dường như các trường sẽ bắt đầu dừng lại và sẽ một loạt để chờ các cái trường tiếp theo À, sẽ một loạt những cái trường gọi là trường hot sẽ thi vào đợt tháng 6. Đợt tháng 6 thì đó là rất là nhiều cái trường mà rất nhiều học sinh, đa phần các trường đều các học sinh sẽ thi vào đợt này. Đó là à, Thanh Xuân Chất Lượng Cao hay là UMS là ngoại ngữ, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Nguyễn Tất Thành, à, rồi Mercury. Và đây đó chính là theo dòng thời gian giới thiệu cái lộ trình mà năm vừa rồi Uh, các học sinh đã đã ôn thi năm vừa rồi đấy ạ, đã đăng ký thi và các trường người ta cũng sẽ mở đơn và cũng sẽ nhận hồ sơ thì các phụ huynh cũng lưu ý uh, dựa vào cái lịch này để các phụ huynh có thể uh, lưu ý theo dõi trên các trang website của các trường à, bởi vì thực tế ra thì các à, cũng có những phụ huynh cũng nói rằng là à, cũng cố gắng theo dõi những cái lịch uh, của các uh, thầy cô tuy nhiên thì các thầy cô thì cũng không có thường xuyên có có thể cũng ch chưa kịp đầy đủ ngay thì bố mẹ vẫn nên tìm hiểu những cái nguồn chính thống ở trên website của các trường là rất là 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 quan trọng để từ đó mình mình cũng có những cái hướng dẫn nhận được cái hướng dẫn để nộp hồ sơ cho các con cho kịp thời và đó là đôi nét về cái lộ trình cái thời gian đã các trường sẽ thi để các bố mẹ có sự chuẩn bị tinh thần và chuẩn bị hồ sơ để nộp nộp hồ sơ xin cho các con đăng ký thi tiếp theo thì cô Quỳnh xin chia sẻ một chút các cái lộ trình tổng quan lộ trình học của khối năm các cái lớp năm ở đây chính khóa ở đây thì MyPass có hàm ý nói rằng đó là các lớp ngữ pháp khối năm A năm B và năm C hiện nay thì tại MyPass cũng có hơn năm à, hơn 20 mươi lớp à, cũng đâu đó khoảng tầm gần 500 học sinh khối khối năm thì à, cái số lượng học sinh đó thì cũng sẽ được chia ra thành rất là nhiều các cái trình độ tiếng Anh khác nhau à, bởi vì có những bạn đến giờ này đến à, đầu lớp năm mấy giờ mới bắt đầu học tiếng Anh mà mới bắt đầu đăng ký học tại MyPass à, các bạn có thể học trước đó đâu đấy thế nhưng mà À, theo cái bài kiểm tra đánh giá lộ trình của mypass thì dựa vào những cái phần các con đã làm tốt hay chưa làm tốt thì mypass cũng sẽ có những cái phần đánh giá và xếp lớp cho phù hợp với trình độ của các con ừ. để có để từ đấy các con có được sẽ không bị uh, bỏ qua những cái phần kiến thức cần phải học uh, đầu tiên là đối với lớp 5 c uh, các lớp 5 c thì ừ. Ừ các bố mẹ có thể để ý rằng là đến giờ đến hiện nay thì các bạn lớp 5C đó là những cái bạn mà cũng học cơ bản học cơ bản từ đầu. Tuy nhiên thì ví dụ như là 5C8 nó sẽ hoàn toàn khác với cả 5C1. Uh, các bạn như là 5C uh, 8 5 C 7 thì các bạn uh, sẽ học một mình một chương trình khác để nhưng nhưng cho dù có là chương trình khác đi chăng nữa thì cũng khoảng tầm đến cuối tháng 12 là các bạn đó cũng chuyển sang để bắt đầu luyện đề rồi còn uh, các bạn khối 5C còn lại từ 5 C6 đổ lên uh, để, uh, thì cũng đều học giống như chương trình của 5B thôi ạ uh, khối 5C đồng loạt thì từ nay đến uh, khoảng cuối tháng 12 là học ngữ pháp cơ bản. Uh, sau đó là từ tháng 1 đến tháng 4 thì các bạn vẫn được lồng ghép các kiến thức ngữ pháp nâng cao và kết hợp với viên luyện đề theo dạng bài. Uh, dạng bài ở đây đó là những cái dạng bài mà uh, có rất nhiều cái dạng bài mà sẽ rơi vào um, rất nhiều trường sẽ cùng thi các cái dạng bài đấy. Thì MyPass cũng sẽ chia, uh, nó nếu, mà, nếu ngữ pháp được gọi là chuyên đề thì trong cái phần luyện đề sẽ được gọi là dạng bài để các con được cho dù là các con có thi trường này hay không thi trường này thì vẫn có thể luyện được để tiết kiệm được thời gian. Chứ rất nhiều phụ huynh đặt câu hỏi những năm trước thì thường đặt câu hỏi với Mai pass rằng là, thế sao cô không tổ chức một lớp luyện chuyên luyện cầu giấy, chuyên luyện nguyễn uh, nguyễn tất thành hay chuyên luyện uh, thanh xuân? thì thưa với phụ huynh rằng là nếu mà tổ chức như vậy thì các con không đủ thời gian đâu, bởi vì là một cháu thực ra là sẽ thi rất nhiều trường. vậy thì nếu như mà mở ra như vậy thì các cháu sẽ đi học bao nhiêu trường cho đủ bây giờ ạ? thế thì cho nên là trong quá trình làm là MyPass đã phải thiết kế những cái đề để các con cho dù học lớp một lớp thôi là cũng có thể tham gia được rất nhiều kỳ thi bởi vì thực tế ra thì cái nền tảng tiếng Anh nó cũng đều đều giống nhau nó phát triển vào mỗi trường người ta sẽ ra một cái cách uh, ra đề nó sẽ có một cái cách ra đề khác nhau mà thôi và tiếp theo thì đến khoảng tầm tháng 5 đến tháng 6 thì tất cả các bạn lớp 5 sẽ luyện theo phun theo đề À, của luyện phun theo đỉnh của các trường Đồng thời Thực ra thì cũng có thể có những phụ huynh nói rằng là Ủa thế tại sao không cho con luyện sớm hơn Thì um, cũng có một số Một số lớp thì sẽ nên Có thể luyện sớm được luôn Ví dụ như là 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 chẳng hạn à, Những cái lớp như là 5C5 Đổ về trước hay thì hay là 5C6 thì đổ về 5C1 thì có thể tham gia các cái lớp luyện đề thêm hoặc là trong cái phần luyện đề này nó cũng đã có đã có cái các cái dạng bài cho các con. Bởi vì nếu bây giờ có cho các con làm luyện đề, thực sự với các bố mẹ rằng nếu như có để cho các con luyện đề ngay bây giờ thì nó giống như cưỡi ngựa xem hoa. Và đồng thời nó làm cho các con cũng bị rất căng thẳng và rất là áp lực rằng tại sao về bị bố mẹ hỏi là sao lại sai nhiều thế này thì nó sai bởi vì đó là do là các con cũng chưa được làm chưa được học phủ kiến thức nhiều cho nên đấy là lý do vì sao mà các con cần phải học được được học phủ kiến thức thì bây giờ khi mà làm luyện đề luyện đề đó là một cái đề nó tổng hợp tất cả các dạng bài rồi thế thì lúc đấy các con cũng phải có đủ kiến thức thì con mới làm được thì nó sẽ hiệu quả và nó hiệu suất hơn rất nhiều đối với lớp khối khối 5 B thì từ tháng 6 đến tháng 10 thì các con học ngữ pháp cơ bản cho đến giờ phút này thì cô Quỳnh xin lỗi hình như là uh, bạn uh, có bạn đang đang chia sẻ màn hình đây ạ uh, vừa rồi có một bà uh, phụ bạn học sinh bạn ấy chia sẻ màn hình thì cô Quỳnh phải điều chỉnh lại cái này À, ở đây thì à, đối với lớp 5B thì từ à, tháng à, tháng 6 cho đến đến giờ phút này thì à, rất nhiều lớp 5B đã chuyển sang à, cũng có thể có chuyển sang luyện đề luyện đề à, học xong cái kiến thức cơ bản rồi và từ tháng 11 từ đầu tháng 11 cho đến tháng 3 là các con sẽ học ngữ pháp nâng cao cộng với luyện đề theo dạng bài nó vẫn là những vấn đề đó thôi, thế nhưng mà sẽ phân ra để có những các bạn sẽ được làm những cái dạng bài uh, và có những cái kiến thức mà các con đã được học rồi và được luyện lại rồi thì các con sẽ không cần phải uh, uh, nhắc lại nữa và sẽ có thể uh, làm được luyện đề theo trường luôn. Và từ tháng 4 đến tháng 6 thì các con sẽ thể làm luyện đề theo trường, uh, tức là làm luyện full đề luôn. À, mỗi một ngày các con sẽ đến làm luyện một của đề của một trường nào đấy. Và bài tập về nhà cũng sẽ là luyện theo trường. Tuy nhiên thì cho dù có là luyện đề theo trường thì cái việc là luyện theo dạng bài vẫn luôn luôn được nhắc lại bởi vì cái phần kiến thức các con vẫn cần phải được giá đi giả lại bởi vì các bạn các bạn tiểu học thì cũng rất là hay quên. Tiếp theo thì đó là khối lớp 5A. 5A thì thực ra hiện nay ở MyPass cũng đang có 5A1, 5A2, 5A1.1 và cũng chỉ có 3 lớp 5A đấy thôi. Thì những bạn lớp 5A này thì các bạn đã học từ trước rồi, à, ví dụ như là giả sử như năm năm nay thì các bạn lớp 4A, với à, một cái ví dụ nôm na như thế này, à, các bạn lớp 3A đi ạ, các em lớp 3A, thì đến hết lớp 3A là các em đã học gần như là xong cái đoạn cơ bản của các anh chị lớp 5 cơ bản rồi đấy ạ. Tức là tất cả các thì động từ cơ bản của à, tiểu học cần học là các em đã biết hết rồi, và không những biết mà các em còn đã, nắm chắc được nữa cơ. Thế rồi đến đến lớp 4 thì các em sẽ học nâng cao, còn lên lớp 5 thì bây giờ các em cũng chỉ còn là nhắc lại kiến thức để làm luyện đề thôi. Và năm A năm nay cũng vậy ạ, thì từ tháng 6 đến tháng 3 thì các bạn ấy cũng vừa làm luyện các kiến thức ngữ pháp nâng cao, vừa luyện đề theo dạng bài và luyện đề theo, theo trường luôn. Một buổi học của các bạn ấy, ví dụ như là năm A1 chẳng hạn, các bạn chỉ học một buổi, một tuần một buổi thôi Thế nhưng một buổi của các bạn ấy vừa phải luyện đề theo dạng bài, vừa phải ôn lại ngữ pháp, vừa phải làm luyện đề, phun đề của một trường nào đấy luôn Và thậm chí là sắp tới mà mà còn có những cái bài làm luyện đề vào những cái trường mà phải có luyện viết như là Nguyễn Tất Thành hay là UMS Thì trong một buổi đấy các bạn còn phải làm được luyện uh, viết luôn học luyện viết và làm luyện viết luôn thậm chí là luyện viết nhanh để còn được chữa ngay tại lớp luôn. Bởi thế cho nên là để học được theo những cái lớp năm A như thế này thì bản thân cái kỹ năng sự tập trung và cái áp chịu áp lực của các bạn ấy cũng là phải rất là cao. Các bạn ấy cũng đã lực luyện từ trước rồi. Đến từ tháng 4 đến tháng 6 thì các bạn sẽ luyện đề theo trường, luyện đề theo trường. À, lúc đấy chỉ chỉ còn luyện đề theo từng trường tức là mỗi một hôm là một trường. Thì lúc này các bạn này cũng chỉ tập trung là luyện thôi Và cũng có Tất nhiên là vẫn có những cái dạng bài Luyện đề theo dạng bài nữa Để các bạn được giả lại kiến thức Và vừa rồi thì cũng có một số phụ huynh Cũng hỏi rằng là Làm thế nào để con Được luyện đề Con nên đăng ký cái lớp luyện đề Hay luyện viết Hay là luyện đề theo Theo trường không Thì cô Quỳnh xin chia sẻ với bố mẹ như thế này có một số các cái trường đã đăng đăng ký thi như thế này rồi thì theo cái lộ trình theo đúng cái lộ trình của các trường thì đây sẽ là đầu tiên đó là cái giai đoạn 1 thì MyPass sẽ tổ chức ôn thi cái lớp luyện đề để, để ôn thi theo các cái trường như là trường ngôi sao Hà Nội hay là Asimes đó là những cái trường mà sẽ thi đầu tiên tiếp theo thì sang giai đoạn tiếp theo đó sẽ là giai đoạn mà sẽ ôn những cái trường cũng là trường tư cũng thi sớm nhưng mà sẽ thi sau hai trường ngôi sao và Asimes. Và cái giai đoạn 3 thì đó là giai đoạn mà để ôn thi vào những cái trường uh, trường công uh, mà hoặc là những cái trường mà sẽ tôi sẽ thực uh, sẽ thi vào cái buổi uh, cái cái từ tháng 6 thì đó là giai đoạn 3. Đúng không? Sau 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì lúc đấy đó là uh, bạn nào thi trường nào là sẽ um, học theo trường đấy luôn và đây là một số những cái điểm chuẩn của một số trường năm học mà vừa qua để các bố mẹ cũng có thể tham khảo các cái mốc điểm và các cái cách tính điểm thì cái này bố mẹ có thể chụp màn hình để tham khảo thêm thực ra thì các trường cũng sẽ đều có những cái sự điều chỉnh về về điểm họ thậm chí có những trường tư thì cũng có cũng sẽ có những trường đó là dựa vào tình hình thi và thậm chí như lương thế vinh chẳng hạn là người ta cũng sẽ tổ chức thi bổ sung mà thêm nên đợt thi thì cũng tùy từng năm mà người ta có sự điều chỉnh phù hợp. Tiếp theo thì cái giai đoạn luyện viết, có những phụ huynh cũng hỏi rằng là có cần phải tham gia lớp luyện viết không? À, thì thưa với các bố mẹ rằng là lớp luyện đề và lớp luyện viết thì cũng không nhất thiết phải tham gia. À, nếu như uh, các con đang học lớp ngữ pháp tại mypass rồi thì trong các lớp đấy đều có các lớp luyện viết đều có à, nó đều có các cái luyện đề rồi bởi vì um, tuy nhiên thì cái việc luyện đề hay luyện viết thì nó lại phụ thuộc vào cái cái giai đoạn của từng trường uh, và nó cứ túc tắc làm um, gọi là à, lúc thị trường này, lúc thì trường kia để bởi vì một cái lớp như vậy là có rất nhiều cháu thi nhiều trường, cho nên là cũng sẽ là không có đi sâu vào một một cái cái trường nào cụ thể thôi. Thì nếu như có những những học sinh mà nói rằng chỉ muốn thi UMS thì có khi lại lên tham gia những cái lớp luyện viết uh, viết đoạn chẳng hạn. Còn có những cái trường như là trường uh, cầu giấy. À, trường uh, thanh xuân thì cũng không viết uh, viết đoạn văn thì lại chúng ta lại cần phải tập trung vào cái việc là ôn để viết câu chứ không phải là viết đoạn còn uh, đây là cái giai đoạn uh, đây là những cái giai đoạn mà mà mypass sẽ tổ chức các lớp luyện viết À, đầu tiên thì uh, mypass đã đã tổ chức những cái lớp luyện viết câu rồi và nếu như có nhu cầu uh, thì hoặc là những cái uh, bạn nào mà đăng ký thi những cái trường như cầu giấy thanh xuân vân uh, vân và không thi viết uh, viết đoạn thì các con có thể uh, đăng ký để uh, học các lớp luyện viết câu còn uh, lớp viện lớp viết đoạn tổng hợp Tại sao lại có giai đoạn viết uh, đoạn 2 và giai đoạn 3 uh, bởi vì uh, cái giai đoạn uh, hai này đó là những cái giai đoạn mà bây giờ ví dụ là giai đoạn này đấy ạ là MyPass đang tổ chức lớp luyện luyện viết 01 và 02 hai cái lớp luyện viết này là giúp các con uh, có một cái tiền đề uh, rằng để viết uh, để viết, uh, viết kể chuyện hay là viết uh, tả tranh hay là viết luận mô tả biểu đồ bảng hay uh, viết uh, một cái như đề Archimedes chẳng hạn thì để cái đề thi Archimedes để để thi vào lớp chọn những năm trước thậm chí là người ta còn yêu cầu là thi uh, thi thi uh, phân tích uh, giao tục ngữ thì những cái đấy Mypass cũng sẽ chuẩn bị cho các con uh, 10 buổi với những cái dạng bài khác nhau bởi vì đến giờ phút này thì các trường cũng chưa đưa ra một cái format đề thi là chúng tôi sẽ tuyển thi tuyển sinh format đề theo kiểu gì. Cho nên là trong giai đoạn này chúng ta phải trang bị cho chúng ta trước à, chúng ta sẽ trang bị là à bây giờ một cái công thức chung. Thế đến khi mà ví dụ như là xong cái giai đoạn uh, giai đoạn 2 để viết uh, viết đoạn tổng hợp như kia rồi, uh, viết nhiều uh, đoạn rồi uh, thì bây giờ uh, các bạn đã có khái niệm thì bây giờ lúc đấy sẽ là kết thúc cái giai đoạn 2, kết thúc cái lớp viết đấy thì bây giờ các trường họ sẽ lại đưa ra những cái um, tiêu chí rằng À, thường khoảng tầm tháng 3, tháng 4 gì đó, tháng 4 gì đó thì với các trường UMS, Nguyễn Tất Thành gì đấy người ta mới đưa ra là cái format đề để thi vào những cái trường đấy là họ sẽ thi dạng như thế nào. Thì bây giờ đã có dạng rồi thì cô trò MyPass lại bắt đầu quay sang luyện theo đúng học trường nào, à thi trường nào thì luyện theo đề của trường đó. Ví dụ UMS, bạn nào UMS chỉ ngồi UMS thôi. Bạn nào thi Nguyễn Tất Thành thì nếu cảm thấy cần luyện viết nữa vẫn chỉ ngồi của Nguyễn Tất Thành mà thôi nguyễn tất thành luyện viết của nguyễn tất thành thì cũng không quá khó uhm, thế cho nên là cũng có thể đến giai đoạn cuối các bạn viết cọc viết cũng được à, nhưng mà luyện viết của uh, của ums thì thực sự là là rất là khó với các bạn tiểu học đây ạ uh, khai giảng lịch uh, khai giảng thì hiện vừa rồi cũng có rất nhiều phụ huynh cũng hỏi các bạn nhân viên các cô giáo vụ bên mypass là uh, học lớp luyện đề nào uh, thì phù hợp con định thi trường này, trường này, thì con nên đăng ký lớp luyện đề nào? Thì ở đây các bố mẹ có thể nhìn thấy rằng là à, lớp luyện đề 01 và 02 thì đều là nhắm đến các cái trường như là trường ACIMEDS và trường ngôi sao để cho các con được à, luyện là theo các cái à, để đáp ứng cuộc thi của hai trường đấy đầu tiên. Và à, bố mẹ có thể lựa chọn dựa vào cái lịch nào mà các con phụ cảm thấy phù hợp với lịch học của các con cái lịch còn dựa chống của các con lớp luyện đề 03 thì sẽ là cái lớp mà cũng là có để luyện Archimedes ngôi sao nhưng lớp này nó sẽ là lớp luyện đề online để dành cho những học sinh ở xa có những bạn là ở xa nhưng mà cũng hỏi mấy lần nhưng mà bởi vì không học được trực tiếp cho nên là lần này thì mypass cũng quyết định là mở một lớp online để cho các bạn ở xa cũng hoặc là những bạn mà cũng không có điều kiện bố mẹ không có điều kiện đưa đón thì cũng có thể tham gia được cái lớp này và lớp này thì online này cũng sẽ nhắm vào không chỉ asimet ngôi sao mà còn nhắm cả vào những cái trường uh, thi uh, trường tư về uh, về sau nữa và lớp luyện viết đây ạ đây là những cái đối với lớp luyện viết 0102 hiện tại mà MyPass mở ra thì đó là hai lớp với hai cái khung giờ khác nhau mà thôi. Thế nhưng cũng sẽ có cùng chung một nội dung, đó là cung cấp cho các con 10 buổi luyện viết theo những cái và cũng sẽ chia thành giai đoạn, giai đoạn 1 thì sẽ có 10 buổi luyện viết đoạn, viết văn, viết thư, viết email, viết mô tả tranh vân vân. Thế còn giai đoạn 2 thì sẽ luyện 10 buổi để luyện viết Nguyễn Tất Thành và UMS còn uh, giai đoạn 3 thì bởi vì Nguyễn Tất Thành là họ sẽ thi sớm cho nên là như năm ngoái thì uh, lớp luyện viết lớp luyện là thi của Nguyễn Tất Thành sẽ đóng trước uh, thi xong rồi thì cũng không học nữa thì những bạn nào là có những bạn là tôi thi uh, con thi uh, Nguyễn Tất Thành và UMS và cầu giấy thì các bạn có thể tham gia cả ba lớp đến giai đoạn cuối đấy là những giai đoạn cuối cùng và format đề thi các trường các trường sẽ thường gặp trong các đề thi tiếng Anh thì bố mẹ có thể có thể chụp màn hình như trên màn hình cô đã tổng hợp lại như, như trên màn hình đấy ạ. Thì với các trường thì đâu đó thời gian thi khoảng tầm từ 30 đến 40 đến hoặc là 60 phút. Có rất nhiều bạn của MyPass làm xong thì báo với bố mẹ là làm xong còn thừa bao nhiêu thời gian. Thế nhưng mà cái cái kỹ năng thi cử và cái việc mà đôi khi cũng lại là cái việc mà cho các con đi trải nghiệm những cái cuộc thi của cái trường mà mình không định vào đâu thế nhưng mà cho các con thi trải nghiệm cũng là một cái cũng là một trong những yếu tố để giúp con có những cái uh, trải nghiệm thực uh, khi đi thi, đi thi để giúp các con hình dung được là à, đi thi đấy uh, người ta sẽ cho thi trước và ta sẽ trả kết quả sớm Thế thì uh, nhiều khi các bạn này qua cái kỳ thi trước đấy cái sự chủ quan làm nhanh hay là ẩu như nào đấy thì qua cái kết quả kỳ thi trước đấy các con cũng sẽ có những sự giúp kinh nghiệm nhất định và những năm trước cô Quỳnh cũng cảm nhận và cũng có rất nhiều phụ huynh chia sẻ là cái sự trải nghiệm đấy cực kỳ quan trọng với các bạn ấy đây là cấu trúc đề thi tiếng Anh của một số trường thi vào lớp 6 chất lượng cao thì bố mẹ có thể chụp màn hình này để tham khảo thêm các dạng bài của các trường uh, thì uh, nó sẽ có chủ yếu là những cái dạng bài ví dụ như là trắc nghiệm hay đọc hiểu viết câu viết luận nhìn chung là như vậy thì uh, uh, ví dụ như thế này với, với những đề dạng đề trắc nghiệm chẳng hạn thì um, các con cũng sẽ có um, tất cả các trường uh, trắc nghiệm ở đây là trắc nghiệm đối với những ngữ âm chẳng hạn ấy ạ. thì hầu như các trường tất cả các trường đều có thi ngoại trừ ums năm vừa rồi không có um, ums thì không có thế còn uh, trọng âm thì tất cả những trường như là asimeth thanh xuân cầu giấy lương thế vinh nam tử liêm thì họ đều cho vào đây à, chỉ có thể là à, có chăng là mỗi một um, trường họ lại có một cách à, ra đề nó khác nhau mà thôi cái cách thể hiện cái câu hỏi nó khác nhau thôi dạng bài cũng là trắc nghiệm thế nhưng mà lại là trắc nghiệm dưới dạng là à, chọn đáp án đúng người ta sẽ cho bốn đáp án và các con sẽ lựa chọn những đáp án đúng ở đây trong cái dạng bài này thì thực sự là trường nào cũng có bởi thế cho nên là các bố mẹ sẽ thấy rằng là trong cái đề trong cái đề của MyPass thì tất cả các cái đề thi sẽ đều có những phần đó để các con được được giả đi giả lại kiến thức đó là tất cả các trường đều có cái dạng này. Tiếp theo thì uh, sẽ đến cái dạng bài word formation cũng là trắc nghiệm hoặc là cũng có thể dưới dạng là uh, dưới dạng là là tạo để dạng viết tùy trường. Trường thì người ta để dưới dạng trắc nghiệm, uh, trường thì người ta để dưới dạng là để từ trong ngoặc uh, và người ta sẽ uh, cho mình tự viết vào thì uh, Wood formation cũng rất rơi vào cái dạng bài của trường ums thanh xuân Nam từ liêm nguyễn siêu uh, ums thì người ta sẽ cho dạng trắc nghiệm còn nguyễn siêu thì người ta sẽ để dạng điện tử thì các cái này thì đây là một cái dạng bài Wood formation là cái dạng bài mà rất nhiều các bạn học sinh của MyPass rất sợ ở đâu cũng vậy thôi ạ các bạn nào bạn cũng sợ dạng này lắm bởi vì cái dạng bài này là yêu cầu các con phải có một cái vốn từ rất tốt uh, vốn từ vốn từ vựng đấy ạ bởi vì khi học một từ các bạn phải biết được, à đó khi nó là danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, từ trái nghĩa nó phải như thế nào thì nó cái này cái việc một cái vốn từ như nào thì thực sự cũng có phụ huynh hỏi rằng là làm thế nào để bây giờ học được để có được vốn từ cao để có được học, học từ vựng nó nó hiệu quả thì cái đấy nó làm cả một quá trình tích lũy nữa rồi bố mẹ cũng là trách nhiệm đây thế nhưng mà đối với dạng bài out one out dạng này thì dễ lắm dạng này thì thường là là cái dạng bài gỡ điểm 5A1 vừa rồi mà làm một loạt cái dạng bài này thì hầu như không sai mấy, hầu như là đúng hết. À, cũng là trắc nghiệm thế nhưng mà lại là dưới dạng sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh. Thì cái dạng bài này nó lại là dạng bài người ta cho sẵn từ, sau đó các con xếp từ thành câu. Thì nó hay rơi vào đề thi của Thanh Xuân, Cầu Giấy, Ngôi Sao, Hà Nội. Hoặc là xếp từ thành câu thì cái này người ta không cho mình câu sẵn, không cho mình trắc nghiệm mà mình phải tự viết lại thì cái việc này nhiều khi là các bạn nhà mình lại còn uh, ẩu đến mức là chỉ chép đề bài vào thành câu thôi cũng lại chép sai cái tội là làm thì làm đúng hết nhưng mà chỉ có ra chép đề cũng chép sai thì cái đấy là nó phải là gọi là kỹ năng làm bài rồi tiếp theo nữa thì nó sẽ là dạng bài đồng nghĩa trái nghĩa ngày xưa mà có hà nội am ấy thì rất hay ra cái đề này thế nhưng mà bây giờ không có hà nội am thi nữa thì kể cả Trường Thanh Xuân, Lương Thế Vinh, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Nguyễn Siêu cũng sẽ có những cái dạng này. Hay tìm lỗi sai có trong câu. Thì uh, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Nguyễn Tất Thành cũng có. Và cái dạng này là dạng một cách uh, gọi là bài điển hình của uh, Nguyễn Tất Thành. Đó là người ta cho. Mà cái dạng này nó hay rơi vào. Để làm được cái dạng bài này, bố mẹ có thể cho các con làm luyện theo bộ sách kết. Là con làm được rất tốt. Uh, chọn đáp án đúng. À, đọc hiểu bản biển báo quảng cáo thư email gì đấy và cuối cùng đó là phần thành ngữ tục ngữ thì cái này thường là rơi vào trường Nguyễn Tất Thành và Archimedes Archimedes thì người ta còn cho khó hơn là người ta bắt phải phân tích cái câu ví dụ như là đọc một câu là nước chảy đá bòn bằng tiếng Anh và bạn phải phân tích cái câu đấy bằng tiếng Anh như thế nào thì cái đấy thực tế nó không khó các bạn cái quan trọng là các bạn phải có có biết cách làm thì sẽ làm được đọc hiểu thì Uh, cũng là những cái dạng đầy đọc bài mà sẽ rơi vào những cái tất cả các trường hầu như trường nào cũng đều có Trường Nguyễn Tất Thành thì cũng sẽ sẽ uh, có nó khác với các trường khác thôi đọc hiểu để hoàn thành nội thoại thì cũng vẫn là UMS và Nguyễn Tất Thành tuy nhiên là đến dạng viết ạ viết thì sẽ có uh, ở đây bố mẹ sẽ thấy một cái phần mà các bạn sẽ sợ nhất đó là dạng bài viết viết thì cô sẽ có viết đoạn văn và viết câu đối với viết câu thì nó sẽ rơi vào uh, của trường thanh xuân cầu giấy uh, ngôi sao Archimedes vân vân còn ums với thang điểm 10 chẳng hạn thì ums năm này là năm vừa vừa rồi những bạn nào định thi ums thì với 10 điểm các bạn phải phải đã bị yêu cầu là có hai bài viết trong đấy là mỗi bài là triệu chiếm hai điểm tức là bốn điểm cho bài viết vậy có nghĩa là các bạn phải dành rất nhiều thời gian để luyện viết và viết đoạn văn thể hiện ý kiến quãng suy nghĩ quan điểm thì những cái dạng này những năm trước thì nó là như vậy còn năm nay thì người ta có ra như thế hay không thì uh, các thầy cô cùng bố mẹ cũng lại phải chờ trên website của các trường họ ra như thế nào họ sẽ có những cái phần uh, uh, thông báo và chia sẻ lại với chúng ta vừa rồi thì đó là những cái chia sẻ của cô quỳnh cũng khá là dài thì theo đúng kế hoạch thì bởi vì chúng ta cũng vào bắt đầu chương trình và muộn hơn một chút cho nên là uh, sau đây thì cũng xin